Ủa sao lạ vậy ta? Bây giờ trễ hẹn rồi mà còn chưa thấy anh tới nữa. Quý vị có thấy không? Mạnh Quỳnh lúc nào cũng để Nhung đợi hoài vậy đó. Chán thiệt luôn á. Quỳnh ơi, Quỳnh ơi Quỳnh ơi. Ôi Quỳnh hả? Quỳnh đi đâu nãy giờ vậy? Quỳnh có biết á là Nhung đợi Quỳnh lâu lắm rồi không? Quỳnh xin lỗi Nhung ha. Thôi không có xin lỗi gì hết á. Bây giờ nè, Nhung có chuyện muốn nói với Quỳnh đó. Chuyện gì vậy hả? Nhưng mà trước khi Nhung nói á, mà Nhung hỏi thiệt Quỳnh nha. Hồi đó tới giờ đó đi hát với Nhung á, Quỳnh có bao giờ có tình cảm với Nhung chưa? Wow. Có. Có hả? Quỳnh có tình cảm với Nhung hả? Sao Quỳnh không nói? Nhưng Quỳnh có biết là ngày mai á là Nhung phải lấy chồng rồi đó. Nhưng mà còn có đêm nay ta gửi trao niềm tâm sự để mà cất bước sang ngang về chốn xa xăm. Người ơi thôi vĩnh biệt mộng ban đầu như nước cuốn bèo trôi. Thôi đành xuyên mình lỡ đôi, dù vương vẫn mãi cũng thế mà thôi. Khi xưa thầm nói yêu nhau bao nhiêu mong thắm ban đầu, thôi xin đừng tiếc nhớ thêm chi. Tình mãi rối phần đẹp duyên ưa gấm nhung trái bước hay lạc lẽo chuẩn chuyên cho tới ta kiếp qua sau. Đành thôi em gian dở mối duyên đầu, còn chi đâu những buổi chiều đưa tình ta không thay đổi. Nay tơ hồng chia cách bởi vì đâu, em khổ anh sầu rưng rưng dòng lệ. Mến yêu thôi xin
thề nguyện gắn bó Thúy trong muôn đời. Xuân à, tiễn em đi lau mắt lệ lòng tuôn rơi, ngày mai này thuyền qua đưa người về tận cuối trời xa. Hay quá, cảm ơn hai bạn. Thưa quý vị, giám khảo đứng dậy vỗ tay là biết nó phê như thế nào. Mà tôi thấy một điều là Phi Nhung đứng kế chỉ có Mạnh Quỳnh, và Mạnh Quỳnh chỉ có Phi Nhung mới ăn ý đến như vậy thôi. Rồi Trấn Thành lại khóc nữa, cảm xúc nữa. Không, tôi khóc là do cảm xúc tôi dâng trào thôi, nhưng không liên quan gì hết trơn nha. Anh nói thiệt, chưa bao giờ chấm một cái bài hát nào mà phải đứng ngồi không yên như vậy. Mà không phải mình tôi, cái người mà điềm tĩnh nhất là ông Hoàng Nhật Nam, ông cũng phóng lên luôn. Và em phải biết là cái độ kích động về cảm xúc trong cái lời hát của tụi em là cao đến mức độ nào. Cả hai em hôm nay thi hoàn hảo. Nó là một tiết mục trình diễn chuyên nghiệp chứ nó không phải là bài thi nha. Hai em cũng hoàn toàn hãnh diện ngẩng cao đầu, đưa bất kỳ ai coi tiết mục này của mình như một chiến tích lớn nhất trong sự nghiệp của tụi em về âm nhạc. Cảm ơn anh ạ. Chỗ nó hay mà tôi thiệt tôi không biết nói sao luôn. Nó hay thiệt là hay luôn, rụng rời luôn. Xong rồi hả? Xong rồi. Cảm xúc xong rồi đúng không? Phê quá. Hay thì hay rồi, mình vỗ tay cũng nhiều rồi, khóc cũng khóc rồi. Thì mình phải kiếm cái gì khác mình nói, phải nói tới những giọt nước mắt. Nghệ sĩ á, họ chỉ khóc cho hạnh phúc thôi. Cho nên không bao giờ thấy nghệ sĩ mà buồn mà khóc đâu. Hoặc có thể họ chỉ khóc thầm khi không có ai thì có. Nhưng đa phần trước công chúng, họ khóc cho mảnh đời của người khác. Có một người khác tới nâng đỡ cái số phận đó lên. Khóc vì vui mừng, khóc vì hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là khi buồn chúng ta cười. Khi cười chúng ta lại có thể tải bằng cái cảm xúc khác. Không bao giờ được thuận nhau mà phải là bù trừ. Đó mới là cuộc sống. Dạ đúng. Mà dạ, hai cái người trên sân khấu này nghệ sĩ quá đi. Tôi thích cái tính nghệ sĩ của các bạn lắm. Cầm cái micro lên hát rồi khỏi biết ai đi nha. Nha. Mà trời cho cái giọng sao mà nó sạch mà nó vang, giả mang vang á. Đúng cái chất lượng giọng của Phi Nhung Mạnh Quỳnh luôn. Đúng cái chất lượng của những ngôi sao luôn. Thế thì cho nên từ ngôi sao cho tới ca sĩ trẻ cho tới các thí sinh là những người làm nhiệm vụ buồn vui hạnh phúc với công chúng. Còn tất cả những sự thật họ giấu vào trong hết rồi. Yeah. Chỉ còn lại nụ cười hạnh phúc với nhau thôi. Chúc mừng hai bạn rất là nhiều. Cảm ơn chị. Dạ đúng. Nói đến tâm sự không ai có thể qua được đạo diễn nội tâm. Mời anh nhận xét. Thường thì anh sẽ chia sẻ nội tâm rất là nhiều. Nhưng mà qua tiết mục vừa rồi thì anh đã không kìm được cái cảm xúc. Và cũng đứng dậy và đứng nguyên một tiết mục để mà tận hưởng hai em. Thì như vậy là anh nghĩ là đã đủ cho cái cảm nhận của anh rồi. Yes. Anh sẽ không nói gì thêm nữa. Xin cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Một lần nữa xin một tràng pháo tay cho Trúc Ly và Ngọc Tuấn. Xin cảm ơn anh. Cảm ơn hai bạn.
tới đầu làng, con chim sáo nhỏ vang rộn ràng. Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thắm đường tình quê. Bao năm qua cách trở miền xa xuôi ngược bôn ba. Ôi kỷ niệm yêu, mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều. Còn nhớ nụ cười, câu ca mát rượi chưa chan lòng người. Ôi đẹp làm sao, nhưng sáng trăng thanh gõ nhịp trái khuôn. Quê hương ơi, ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi. Trong cõi đời ta, giữa bên lòng hình bóng quê nhà. Thương quá là thương tuổi thơ nào ngọt đắng môi cười. Giấc ngủ bên bếp lửa hồng soi hiu hắt mái tranh nghèo. Anh thèm được nghe tiếng dòng đông đưa kéo kẹt buổi trưa hè. Thèm chút hương thơm mùi hương lúa chín. Thèm được ngắm nhìn tà áo em bay. Dù ở quê người nơi phồn qua, nhưng biết tìm đâu bóng hình quê hương yêu mến. Con nước sông nào cũng tuôn chảy về xuôi, thử hỏi lòng người xa quê ai không nhớ. Thương mẹ thương cha ngày
đêm lam lũ, ruộng sớm đông trưa mưa nắng tao tầng. Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống ruộng sâu cho tươi tốt lúa vàng. Em cũng hiểu vì sao anh thương bên, từng lũy tre làng từng bên nước dòng sông. Từ lúc chào đời say giấc ngủ trong đôi, hai tiếng quê hương đã chứa chan trong lời ru của mẹ. Dù cho sông cạn núi mòn, tình quê xin gửi cho trọn người ơi. Về quê lần này anh sẽ cấy người mai môi, đem cao trầu sang dạm hỏi cưới em. Cho sông quê không ngăn cách đôi bờ, cho nhung nhớ không dài theo năm tháng. Nhẹ bước bên nhau trên đường quê rợp mát, thực tế hay mơ mà nghe lưu luyến là thường. Thực tế đây rồi chứ nào phải mơ đâu, em có thấy chăng từng bãi đê ruộng lúa. Dù ở xa xôi nơi chân trời góc biển, anh vẫn mơ hoài hình bóng của quê hương. Đã bảo em xin hết ạ. Trời ơi, ôi ơi, hay quá anh ba ơi. Rồi cảm ơn chị ba. Thưa quý vị, nghệ sĩ đàn tranh Uyên Trâm. Xin mời phần nhận xét của ba vị nghệ sĩ ạ. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Ngọc Tuấn rất là dễ thương, vì giống như một cái anh nông dân chất phác, rất là giản dị và có cái gì đó rất là hồn nhiên. Trong đêm nay là em đã dành một cái tuyệt chiêu cuối, đó là chơi đàn và hát tân cổ. Anh nghĩ rằng là hôm nay em đã tạo nên cái bất ngờ đối với khán giả. Đúng là năm nay là một cái mùa để hội tụ không phải là những người được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng mà chính những cái điều đó nó đã tạo nên một cái làn gió mới, những cái gì đó nó rất là tươi mới đến cho chương trình. Anh cảm thấy rất là tự hào khi đã có được những cái thí sinh xuất sắc đến như vậy. Và anh nghĩ là Ngọc Tuấn đêm hôm nay đã tỏa sáng. Một lần nữa thì chắc là gia đình em với bà xã của em xem chương trình sẽ cảm thấy rất là tự hào. Nhiều người sẽ gọi là yêu thích em bởi cái vẻ ngoài mộc mạc và bởi tài năng của em đó. Vâng, chắc chắn là một chàng trai rất tài hoa. Cái điều đặc biệt của Tuấn ở đây, nhận thấy cái điểm là người Bắc hát ca cổ của người Nam, đó là cái điều cực khó. Vì và quan trọng là hát rất Nam Bộ. Hát rất Nam Bộ, chỉ lâu lâu có một xíu mấy chữ thôi, không chỉ quan chờ. Trọng. Chỉ chờ. Dính đúng chỉ chờ thôi. Ba tiết một ngày hôm nay, các bạn hoàn toàn tự nhiên như là mình là một nghệ sĩ thật sự. Mình chính là thần tượng của mình. Chính sự tưởng tượng đó làm cho các bạn có tiết mục rất là tự nhiên và dễ thương. Độc đáo có luôn. Và được sự đón nhận của mọi người. Đúng không quý vị? Yeah. Cái đó là một sự thành công. Và không có lời khen nào bằng những tràng pháo tay của mọi người đây. Và sự tiếp ứng của mọi người khi bạn diễn tới đâu thì ở đây vỗ tay tới đó. Đó là sự tiếp ứng trực tiếp với nhau. Cái điều đó phải tự nhiên mới có được. Chúc mừng tiết mục này. Cảm ơn chị ạ. Và tôi là tôi thoái như cái lúc mà bạn vừa về tới đầu làng thôi là có trưởng làng đứng đón bạn liền. Xin mời trưởng làng chia sẻ đôi điều. Bạn là một người cực kỳ không chuyên nghiệp, nhưng lên sân khấu luôn luôn phát ra âm thanh và cách hát của một người chuyên nghiệp. Cái tiết mục của bạn là tiết mục có thể người ta mua vé vào coi được, nghe thích, đi thu âm bán đĩa được luôn. Là tại vì nó đạt được cái độ chuẩn mực của cái voice của cái người đi hát chuyên nghiệp. Nó quá giống mình Mạnh Quỳnh mà giống không đủ, có tình cảm luôn. Cái đó mới khó. Chứ bắt chước được cái giọng không chuyện bình thường. Nói chung là hôm nay bạn làm tôi bất ngờ thật sự. Bạn là một thí sinh rất đặc biệt. Chưa bao giờ tôi thấy có một năm ca sĩ thần tượng mà khó chấm như năm nay. Chất lượng phải nói là tốt đồng đều, tốt nhất trong 3 năm. Cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành.
Tôi cũng hoàn toàn đồng ý là hôm nay ba vị giám khảo sẽ phải rất là khó trong việc lựa chọn. Tại vì mới ba người mà đã sơ sơ thấy ba quán quân rồi. Bây giờ thiệt á? Dạ. Đây nha, tôi nói thiệt nha, là ba tiết một quán quân nên nằm trong ba cuộc thi khác nhau. Dồn lợi diễn, giận. Thôi bớt giận, biết đường chấm luôn. Rồi một lát ra hai người nữa quán luôn, quân luôn, rồi tôi về quán tôi ngồi. Một lần nữa dành một tràng pháo tay cho Ngọc Tướng, xin chúc mừng bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Trời ơi, hôm nay nha, thưa quý vị, đứng từ xa thôi mà thấy cái lưng xong rồi đứng múa là nãy hôm nay là khác biệt rồi. Bình thường mình có học nhảy không? Mình có học nhảy. Bình thường á, Nhung múa cho mấy đứa nhỏ ở nhà đó, cũng đơn giản thôi chứ không có điệu như bữa nay. Bữa nay thấy điệu được. hôm nay Nhung dễ thương, anh thấy em nói giống hơn em hát. Đúng rồi, chính xác. bữa nay em nói giống hơn em hát, em nói giống hơn tuần trước rất là nhiều, nhưng mà em hát không giống hơn tuần trước nha. Cái gì giống? Cái thái độ. Giống thái độ, giống luôn âm sắc. Trời thương em là cho em cái âm sắc đã giống y chang chị Nhung rồi. Cái đó rất là hay, em điều khiển một tí cho nó tinh tế lại là nó đã giống hầu như là 90% rồi. Nhưng mà bữa nay cái bài này sở dĩ em hát không giống lắm là bởi vì cái cách em xử lý bài này nó khác Nhung. Em hát em bị trâu chuốt quá, nó bị mượt. Đúng rồi. Chị Nhung chị hát á, nó khô, nó trẻ trẻ ra chữ nào ra chữ nấy, nó gãy gọn, không có luyến nhiều, không có feel nhiều. Hát thẳng. Cái bài này của em bị mượt quá. Chắc bữa nay Nhung hơi áp lực đó. Cái áp lực của mình mở màn á, nó rất là căng thẳng. Và cái điều căng thẳng đó nó đã thể hiện đó là em vào bị lơi cái đoạn đầu á. Cho nên là nó cũng phải mất một cái khoảng thời gian để mình trấn tĩnh lại. Tuy nhiên ở Trúc Ly khác những tuần trước đó là hôm nay có vũ đạo rất nhiều. Tương tác với các diễn viên múa rồi những cái đoạn đi hái trà rất là tự nhiên. Đó thì anh nghĩ rằng cái tâm lý và cái bản lĩnh sân khấu là một cái điều mà em phải chú ý và phải rèn luyện nhiều hơn. Thì đó là cái lời khuyên của anh. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, mời chị Thanh. Chị Thanh thấy cái tiết mục Chiều Lên Bảng Thượng này của Trúc Ly như thế nào? Trước tiên, trước khi nói thì hôm nay xin mấy tập trước nhiều. Xin. Xin cảm ơn dạ. Xin đầy đặn, tròn trịa hơn. Tròn trịa ra rồi xin gái ra xong rồi cái Phi Nhung đi ra luôn. Đó lúc hát đâu rồi, ủa trời, Phi Nhung của tôi đâu rồi trời. Anh nghĩ là nhiều khi em tập trung em biểu diễn á, nên cái con người trong em nó mạnh hơn. Tại vì nó phải điều khiển cả nhảy và mọi thứ, cái tự nhiên nó lại quên cái nhiệm vụ là phải bắt chước giống chị Nhung. Nên nó hiểu nào? Mình bị tập trung quá nhiều vấn đề á, thành thử ra là nó bị quên. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn em. Hy vọng là em sẽ rất là thoải mái và biết đâu em sẽ có tên bước tiếp vào vòng tiếp theo ha. Em xin cảm ơn Khang, cảm ơn ban giám khảo. Người hỏi sau khi chia
Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, Gửi Người Yêu Cũ. Bài hát này được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2016 trong đêm nhạc ở Hà Nội, đêm nhạc có tên là Love Song. Và ngay từ khi ra mắt, bài hát này đã trở thành một hiện tượng trên các trang mạng xã hội. Và ngày hôm nay chúng ta đã nghe lại bài hát này với phần trình diễn của Đan Trang và Pascal Ngọc Tân. Với một tiết mục đặc sắc như thế này thì tôi nghĩ rằng là ai cũng muốn chia sẻ về cảm xúc của mình. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Một cái đoạn trước khi lên cao trào thì một trong hai bạn đưa tay ra và người còn lại nắm tay. Đoan Trang đưa ra rất là cương quyết, một cái sự tiếp sức vào á. Và sau đó là cả hai người, Đoan Trang bè cao lên, còn em thì cứ miên man trong cảm xúc, nó cứ lên. Và đúng là trong phần này nó không có sự tranh chấp nhau. Cái tinh thần của hai người đều là cùng dìu nhau, cùng bay. Đó là cái điều mà anh cảm thấy nó giá trị nhất của cái tiết mục này. Mà anh Nam biết sao không? Mình nhìn họ hát mình biết luôn tính cách của họ ngoài đời. Cô bé này ngoài đời sống rất cởi mở. Có nỗi buồn em nói được cho người ta nghe, nên có niềm vui em biết cách san sẻ, em đưa tay trước. Nhưng cái cậu Tân này, nỗi buồn mà đến với em khó nhả ra, đúng không? Em là người sống rất nội tâm, em có buồn cũng dám cho người ta biết, cái gì cũng nuốt ở trong, mới hát được kiểu đó. Mới nói chị Cẩm Ly y chang, rồi hôm nay anh gặp em, hai người cho anh cái cảm giác, cái feeling y chang. Nhìn Cẩm Ly với Minh Tuyết, chị Minh Tuyết có thể nỗi buồn đến với chị sẽ dễ dàng cho trôi qua. Chị Cẩm Ly nhìn thì có vẻ là hiền hậu, nhưng mà thật sự là một cái gì đó mà đến với chị Cẩm Ly á, chị giữ luôn trong đó, nhả ra không được. Cái điện nó chạm nhau. Nghĩa có nhớ Ly có hay tâm sự cái cảm giác mà tự nhiên xong một cái bài hát mà cái tim nó đập không? Dạ có. Bây giờ nó đang đập rất là mạnh, không biết nói sao cho Nghĩa hiểu ý đó khi không? Khi mà chị Ly chỉ xem một tiết mục nào đó mà nó chạm tới cái ngưỡng cảm xúc của chị á, thì tim chỉ đập mạnh và chỉ gần như chỉ không biết nói cái gì không nữa. Không có thở được. Đây nè, dân gian có một từ để diễn tả à. Sướng. Chị phải nói liền, tại vì cái cảm xúc nó đang dâng lên. Thực sự bản thân chị từ lúc mà những ngày đầu Hà vào nghề, chị vẫn thích ở Hà là giọng hát về tình cảm, về phần hồn rất là nhiều, mà không phải ai cũng có thể có được. Mà đặc biệt trong giọng Hà có một cái sự từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, nó da diết, nó rây rứt, nó bùng nổ, tất cả đều có trong Hà. Và cái cách hát của Hà là cái cách hát tự sự, từng câu như nói. Và hôm nay khi tụi em hát cái bài này, chị càng thấy phấn khích, và là chị tìm thấy được, chị nghe được, chị cảm nhận được. Chị mới hỏi trước Trang là chỗ cái đoạn mà đúng ra là em phải hát, sao em không hát vậy? Dạ, tại vì em thấy bạn lỡ cảm xúc mãnh liệt quá, và cái điều đó rất là quý giá, nên em muốn được bè cho bạn. Tại vì lúc đó chị thấy đúng ra Tân nhìn qua và em lắc đầu. Và rất là hay là Tân đi luôn cái mạch cảm xúc đó. Và từ cái mạch cảm xúc đó là lên cái tông nữa, là bắt đầu Tân đẩy cái cung bậc thăng hoa lên. Tân, chị không có biết nói gì hết, chị muốn ôm em cái thôi. Thực sự ra ở em thì trong cái bài hát này, cái cách hát của em nó rất là tinh tế. Trên cái gương mặt, cái biểu cảm của em, tất cả chị thấy được những cái nội tâm bên trong, khiến cho tim chị đập rất là mạnh. Cảm ơn chị. Ok, ca sĩ Minh Tuyết, em thấy chị dính sát vô ghế mà chị giống như chị ngừng thở luôn á. Chị gồng người như thế này nè, cảm xúc của chị lúc đó như thế nào ạ? Tân lại làm rất đúng và rất giống những gì chị nói với Đan Trang có dòng trước. Hà hát cái câu như là biển yêu đuôi muốn em che hết. Chị hết, em hiểu không? Em che hết cái sự nó nức nở. Tân đã làm được những cái đó mà chị cảm thấy nó sướng quá. Chị thấy sướng quá. Vậy câu cuối cùng là cái câu gì nào? Chị thế nào? Nếu như không mạnh mẽ thế nào? Em biết phải thế nào? Đúng rồi. Đó, giống như nó sâu từ trong trái tim ra. Và người ta nói là bắt chước cái bề ngoài nó dễ, nhưng bên cái trong nội tâm nó mới là cái điều khó vô cùng. Đúng. Và Tân đã làm được điều đó. Và cũng nhờ Đan Trang bè cho Tân nên đẩy cái bài hát này lên tới tột đỉnh và cao trào. Cho nên tiết mục này phải dành một tràng pháo tay thật lớn cho cả hai bạn. Hai bạn cộng lại chia đôi sẽ ra một phiên bản tuyệt vời của Hà Hồn. Đan Trang có sự giải phóng của cơ thể, nhưng mà thật sự ra đó, em không giấu được là em vẫn là một cô bé tuổi còn rất nhỏ. Nghe anh nói ở vòng trước nên em làm tốt hơn ở vòng này, chứ nó không đến từ nội tâm của em. Một động tác khi đưa ra mà có nội tâm nó khác. Hiện nay em đang
vẽ được hình tượng Hà Hồ trên sân khấu nhưng chưa vẽ được bên trong. Họa hổ, họa bì nan, họa cốt là như thế. Nhưng mà hôm nay Ngọc Tân làm anh rất là bất ngờ. Ngọc Tân hát bằng sự cảm nhận của Hà Hồ. Cái cách nhả chữ của Tân, từng chữ một ngắt nghỉ nhịp rất hợp lý. Đó là cái điều mà bé Đan Trang rất vội vã lướt qua. Vì em chưa có trải nghiệm về điều đó. Em phải hiểu, em mới đủ sức để chậm lại giống Tân mà không trễ nhịp câu sau. Cái đó là cái khi người ta đã cảm nhận, người ta ngấm mình vào trong âm nhạc mới làm được. Nhưng Tân lại thiếu cái sự giải phóng cơ thể. Nhắm mắt lại sẽ rất tuyệt vời, nhưng mở mắt ra thì thấy Tân hơi nhỏ bé so với những gì Tân đã làm với giọng hát của mình. Vì vậy hãy thoải mái hơn một tí nữa thì người ta cảm nhận Tân nó tuyệt vời y như giọng hát của mình. Nói một hồi em tưởng tượng này giống như là bên đây là cái vỏ bọc bánh bao, còn bên đây là cái nhân bánh bao. Cái vỏ hay cái nhân, cái nào sao cũng phải ngon giờ? Dạ. Âm nhạc nó thiên thì lắm. Mới tạo thành một cái bánh bao ngon được đúng không ạ? Đẩy qua với bánh cái tâm bao hồn được ăn rồi. Uống à. Dạ. Cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng hai em đã có một màn trình diễn quá thành công. Chúc mừng hai bạn. Tôi phải túm lại chứ không không ông nói tới sáng đó. Xuất sắc. Lại khi lòng em đã chia hai, vì anh đã biết em không còn là người duy nhất em nhớ đêm qua. Hãy nói anh nghe thật lòng, em hết yêu anh đúng không? Cô nắm tay anh làm chi nếu em phải đi? Người thương đến mấy cũng sẽ đến ngày ngày chúng ta thành người xưa. Vì đâu ai chỉ yêu mãi một người, điều vĩnh viễn chẳng có. Em ơi, ký ức không giữ được người, đâu ai nhớ ai suốt đời. Nước mắt hôm nay có rơi cũng không vì nhau nữa rồi. Cuộc đời là thế, quen nhau rồi quên, phút vui ngày xưa sao nay buồn tên. Vì người chẳng muốn kiên tâm gần bên, chúng ta đã không vì nhau cố gắng. Lòng người giờ xa băng hơn mùa đông, những ngân tình xưa xem như băng không. Lạnh lùng mình bước qua như người dưng, chúng ta giờ đây chỉ là một chuyện đã từng. Người thương đến mấy cũng sẽ đến ngày ngày chúng ta thành người dưng. Vì đâu ai chỉ yêu mãi một người, điều vĩnh viễn chẳng có. Em ơi, khi không giữ được người, đâu ai nhớ ai suốt đời. Nước mắt hôm nay có rơi cũng không vì nhau nữa rồi. Cuộc đời là thế, quen nhau rồi quên, phút vui ngày xưa sao nay buồn tên. Vì người chẳng muốn kiên tâm gần bên, chúng ta đã không vì nhau cố gắng. Lòng người giờ xa băng hơn mùa đông, nhớ ngân tình xưa xem như băng không. Lạnh lùng mình bước qua như người dưng, chúng ta giờ đây chỉ là một chuyện đã từng. Một cây thay lá em cũng thay lòng, cùng với ai hạnh phúc không? Còn xin anh mãi đứng sau cuộc tình và thấy thương si vã sau lưng. Năm tháng trôi qua thật nhiều, đã khiến
anh hiểu một điều, em vẫn mãi là người thương. Anh thương đến hết thời mình. Năm tháng trôi qua thật nhiều đã khiến anh hiểu một điều, em vẫn mãi là người thương. Anh thương đến hết đời. Vì Ly đã thỏa mãn với ánh mắt nhìn của bé Nêu chưa? Chưa. Chưa. Tại nhỏ này nó nhìn mà hát nhạc buồn mà nó cười tươi quá. Tại vì khen người ta đẹp trai quá rồi bắn tim ở đây, bởi vậy bây giờ cứ thả thính hoài. Bởi trong thả thính hoài cái bài người ta buồn mà không? Tánh nó làm đúng. Bài buồn ta làm mặt buồn, ông cứ bài buồn ông thả thính, ông thả tim bạch tư hoài. Ta lớn tuổi rồi, ta đâu chịu. Bây giờ bài buồn thương mấy người dân cái mặt. Đây là cơ hội mà để cho các giám khảo khó tính như ở phía bên này soi. Còn về phần anh thì anh dễ tính hơn và anh cũng sống nội tâm, cho nên anh cảm nhận là mới một tâm hồn rộng mở. Bài này thì không có phải phô giọng hát này kia quá nhiều, nhưng mà nó phô những cái phần nội tâm bên trong. Tưởng là nó đơn giản nhưng mà nó lại thực sự rất là khó. Thủ thỉ tâm tình. Về phần Hoàng Lâm á, thì anh cảm nhận được cái tình cảm. Tuy nhiên cái sao á, nó chưa thực sự là giống Nô Phước Thịnh lắm. Thủ tánh thì anh cảm nhận thấy em cũng có tình cảm đó, nhưng mà em vẫn có cái sự căng thẳng rồi đó. Bản lĩnh sân khấu á, thì em chưa được bằng Lâm. Em có cái chất mà những cái đoạn luyến lấy á, thì anh thấy là rất là giống Nô. Tự tin hơn á, đào sâu hơn một chút nữa thì có thể là cái kết quả nó sẽ tốt hơn trong cái phần biểu diễn vừa rồi. Vậy chị Tiết chịu chưa? Thủ tánh, cái cách nhả chữ của em á, cái cách hát hơi của em á, giống với Nô nhiều hơn. Nhưng cái cột hơi và cái làn hơi và cái nhịp của em nó không có chuẩn bằng Hoàng Lâm. Còn riêng Hoàng Lâm á, em hát cái nhịp rất là chắc, em hát cũng rất là có hồn. Chia như câu á, cũng rất là đúng. Nhưng em bị cái là âm của em phát ra đó, nó bẹt hơn của Nu. Và nó rõ quá. Nu á, nó có âm bực nhưng nó có âm hơi rất là nhiều. Nó bay. Cái bài này em biết không, em hát rất thoải mái luôn. Mặc dù nó rất là cao, Nu hát không bao giờ tông thấp, nhưng em kiểm soát cột hơi em cực tốt. Em nhả chữ nhẹ nhàng. Hữu Tánh thì có khiếm khuyết một tí, nhưng mà Tánh có một số những cái đẩy, ngân, rung giống Nu hơn. Nhưng Hoàng Lâm, về nhà bạn nghiên cứu lại về khẩu hình, phát âm và độ rung của Nu thì Tánh cũng hơi mệt mệt. Cả hai bạn đều sở hữu mỗi một người một cái điều hay. Riêng anh chỉ nói riêng thôi về Hoàng Lâm, nếu em không phải là đi thi một cuộc thi về ca sĩ thần tượng, em bản thân là một ca sĩ chất lượng. Cảm ơn Trấn Thành. Theo nghề em nha, luyện tập hợp xem luyện. Như em có đầy đủ tất cả những tố chất để có thể trở thành một ca sĩ được nhiều người yêu thích. Yes. Ở Lâm á, tuyên chuyển qua những cái bài tình cảm, em đừng để mình vô một cái khuôn khổ như thế. Em phải lả lơi một tí xíu. Đối với Thịnh á, Thịnh hát, em chỉ cần em mềm lại một tí xíu, em phải linh động trong cái cách hát từng thể loại nhạc. Cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng hai thí sinh đã hoàn thành phần thi của mình. Đêm trắng đêm trong đêm tôi viết những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng, kết thân đôi đầu xanh. Nhớ nhau khi bình minh với tay nhau tàn cành, nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh. Vào đời bằng tiếng hát trung thành nhớ không anh, nghĩ gì là xa cách. Thời gian thấm thoát thôi đưa tuổi thơ âu còn đâu nữa. Mỗi
xôi càng thêm nhớ thương, thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong, biên biệt một bóng đếm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong khi lá thu vàng bao lần rơi ai biết không. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai nấy đi hai người hai lối, biết thương nhau mà đâu để mưa răng mùa ngầu. Lòng mình thì muốn yêu ân tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng xa rồi. Thuở ấy chúng ta chung một mái trường, xa xôi kỷ niệm áo trắng thời học sinh, bôn ba tứ xứ người muôn nẻo, đường đời gặp lại nhiều buồn vui. Thời gian thấm thoát thôi đưa tuổi thơ ấu còn đâu nữa. Xa xôi càng thêm nhớ thương, thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong, biên biệt một bóng đếm từng cơn gió đau. Anh nhớ tôi mong mình thì muốn yêu ân tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng xa rồi. Mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng xa. Xin cảm ơn phần mở màn của bốn thí sinh. Không biết là giám khảo có nghe ra được các thí sinh của chúng ta đang thể hiện giọng hát của thần tượng nào anh, hay không? Em ngồi dưới đó, em thấy anh Trấn Thành, em hay để ý anh Thành lắm. Anh Thành mà mỗi lần mà ai mà hát mà vừa bụng ảnh. Tại sao giống đây, như anh dạy người ta hát gì đó. Tại sao đây bốn người em không để ý ai hết mà em để ý Thành? Không phải, tại vì anh Thành luôn luôn có một cái điểm nhấn lọt ra ngoài ban giám khảo. Ủa em nói cái gì, em mới nói gì hả anh Thành? Em nói gì sai sai? Ý anh nói là giám khảo mình lố đó phải không? Không, cái đó là anh nói chứ không phải em nói. Anh dịch lại lời của em thôi đó. Khả Nhi nó nói rất bình thường, nhờ anh dịch nó mới lố đó anh Nghĩa. Trời ơi trời, mà sao mà tự nhiên dùng một cái từ mà điểm nhấn lọt ra ngoài. Thiệt, nhìn anh nhấn cái gì mà lọt ra ngoài. Giám khảo người ta ngồi điềm tĩnh nè, chị Ly ngồi là anh Hoàng Nhật Nam ngồi. Em tưởng Minh Tuyết chắc khép nết lại lắm à. Trời, chị Minh Tuyết thì tạm thời em chưa thấy là chị bỏ qua cái điểm nhấn của nhan sắc. Anh nói em nghe, Minh Tuyết là bữa nay bận một cái váy tè nên Minh Tuyết không tiện bung thôi. Dạ. Chứ Minh Tuyết từ nãy giờ là xém phóng lên trên kia đèn cháo bông hung rồi đó. Dạ. À, tại sao ạ? Tại sao giám khảo lại hào hứng với phần thể hiện vừa rồi? Giám khảo đã nhận ra giọng hát của ca sĩ thần tượng nào? Hãy hỏi Tuyết. Hãy hỏi Tuyết. Tuyết ơi, Tuyết rơi đi Tuyết. Tuyết đã nhận ra cái người đầu tiên bận áo bông ấy là anh Ngọc Sơn.
Cái người thứ hai cũng là anh Ba Ngọc Sơn. Nhưng mà còn hai người này đó thì rất là phân vân, có chút chút. Trấn Thành thì cảm nhận là chú Chế Linh đúng không? Chế Linh chút chút giống Trường Vũ. Không. Tại vì thế này nè, anh Trường Vũ cũng là đệ tử của chú Chế Linh. Đúng rồi. Dạ. Thì từ chú Chế Linh mà ra hết. Dạ. Nhưng mà với cái âm sắc của hai cái người này từ nãy giờ đó thì thật sự thì Thành thấy giống chú Chế Linh nhiều hơn. Ly thì lấy Trường Vũ đấy. Như vậy là bây giờ Trấn Thành cho rằng là chú Chế Linh. Linh. Chị Ly cho là Trường Vũ, chị Vũ. Tuyết là Lưng Lửng, Linh Vũ. Dạ. Anh Hoài Nhật Nam, nghĩ mình rằng phá băng đi nè. Hai bạn kia là giống anh Ngọc Sơn là rõ ràng rồi ha. Dạ. Trong hai người còn lại thì thí sinh này á, là giống ca sĩ Trường Vũ hơn. Số 3 hay số 4? Số 4. Số 4. Số 4. À, giọng nghe nức nở mấy cái đoạn đó nó ướt ướt trong cổ thì rất là giống với anh Trường Vũ. Có thể bạn kia là Chế Linh. À, như vậy là đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho rằng bạn số 3 là Chế Linh, số 4 là Trường Vũ. À, tức là cũng đi nước đôi giống như Minh Tuyết vậy đó. Dạ dạ. Vậy thì bây giờ Đà Nghĩa sẽ mời hai bạn ấy nói về cái nhân vật thần tượng mà các bạn đang hóa thân để chúng ta biết chính xác là ai nha. Bạn số 3, bạn đang hóa thân thành nhân vật ca sĩ thần tượng nào? Em thì thần tượng cả danh ca Chế Linh và danh ca Trường Vũ. Chính vì vậy mà cái cách hát của em thì nó mang cả hai cái màu sắc của cả chú Chế Linh và của cả danh ca Trường Vũ nữa. Một câu trả lời nó cũng bùng binh không kém. Thôi đủ rồi. Dạ, và dạ, cuối cùng là mình quẹo vô đường. Mình quẹo vô đi nè. Mình quẹo vô đại lộ nè. Với ca khúc này thì cả em và cả Võ Duy đều thể hiện với cái âm sắc giống như là ca sĩ Trường Vũ. Chị Tư dạ. Chính xác. Vậy mà mình cũng phải hỏi cái bạn số 4 đúng một chút. Đúng rồi, đúng rồi. À, còn nhiều khi bạn số 3 nói giùm nhưng mà nói tôi quá bù rồi đúng không? Rồi bạn số 4, mời bạn ạ. Em thì hóa thân vào Trường Vũ. Thì hai anh em đã tập duyệt với nhau và hôm nay ra đây để biểu diễn, để thi. À, cảm ơn em. Đó chính là danh ca Trường Vũ. Bây giờ thì mời các vị giám khảo nhận xét về phần trình diễn của các thí sinh chúng tôi vừa rồi. Mời chị Minh Tuyết. Để mình nói về hai bạn số 3 và số 4 ha. Thực sự đối với Tuyết thì Tuyết thấy hai bạn hát không giống anh Vũ. Tại vì anh Vũ ảnh không có miết chữ nhiều như hai bạn miết. Và cái giọng anh Trường Vũ nó có cái chất nhựa nhựa, nó rõ ràng từng chữ. Còn chú thì nó lại tự sự từng chữ. Hai người khác nhau ở chỗ đó. Thì Tuyết lại không thấy các bạn có được cái điều đó. Và các bạn có vẻ là bẻ chữ nhiều hơn là anh Trường Vũ. Cho nên đối với Tuyết, Tuyết nghĩ rằng là hai bạn hát không giống anh Trường Vũ. Còn về hai bạn số 1 và số 2 thì bạn số 2 Tuyết nghe ra đôi lúc bạn có những câu hát nghe ra được là giống của anh Ba Ngọc Sơn. Nhưng mà để mà nói là giống gần như là 99% thì Tuyết chọn bạn số 1. Bởi vì bạn số 1 có những cái âm phát ra và những cái câu ngưng cuối đuôi rất giống anh Ba Ngọc Sơn. Cảm ơn chị Minh Tuyết. Vậy thì bây giờ mời bạn số 1 giới thiệu một chút về mình cho mọi người biết nha. Dạ, em là Ngọc Khang. Hiện tại em cũng là đệ tử học trò của thầy Ngọc Sơn. Cũng tham gia chương trình ngày hôm nay. Còn bạn số 2, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Trùng Vương và em cũng là học trò của thầy Ngọc Sơn. Một lò đi lò thi ra, một nhà. Lò đi ra. Anh Ba Hiển Linh. Mời giám khảo Cẩm Ly. Mình cũng đang muốn nói với bạn số 3 và số 4. Có nghĩa là mình chưa có giống lắm. Đó là mình phải nghiên cứu kỹ lại nếu mình được vào vòng trong. Ở anh số 4 thì mình hạn chế tí xíu là tại vì mình bị luyến lấy nó nặng nhiều quá. Tôi dùng từ là mình trao chuốt nhiều quá. Từng chữ thì nó lại không ra. Còn ở anh số 3, cái chất giọng của anh rất là hay, rất là dày, rất là trầm. Nhưng mà nó chưa ra những cái nét đặc trưng của cái người thần tượng của mình. Tại vì thường thường nghe một giọng người mình thấy giống hay không á, mình dựa vào những cái đặc trưng của giọng hát để mà nhận định. Nhưng mà đôi khi cái giọng nó không giống lắm nhưng có những cái nét đặc trưng mình sẽ nghe ra người đó là ai. Rồi thì mình đi vào hai bạn là phiên bản của ca sĩ Ngọc Sơn trước đi ha. Thì trong hai bạn về phần giọng hát thì các nữ giám khảo đã nhận xét rồi. Thì ai cũng có ấn tượng về bạn số 1 đúng không? Ngoài ra bên cạnh giọng hát thì bạn còn thu hút bởi cái phong cách biểu diễn rất là giống thần tượng của mình nữa. Tức là anh Ba Ngọc Sơn dù hát những bài buồn hay là những bài tình cảm chậm thì anh Ba vẫn giống như người bên trong của ảnh vẫn rất là nhiều năng lượng. Cho nên ảnh vẫn không thể nào đứng im một chỗ, ảnh sẽ nhúc nhích và di chuyển nhẹ rồi. Tay của ảnh, đặc biệt là cái tay không thôi thể hiện những cái động tác cứ đưa lên đưa xuống thôi. Nhưng mà cái động tác của ảnh đưa rất khác những ca sĩ khác nha. Đưa rất là có vẻ ngây ngô, hồn nhiên và đúng phong cách của ảnh.
nó không phải là đưa điệu như này như kia, và nó thể hiện ảnh nghĩ gì thì ảnh sẽ thể hiện vậy, anh không quan tâm cái phong cách của ai khác cả. Và bạn thứ nhất là vậy. Còn bạn số 2 thì anh thấy em còn hơi đứng đắn và đỉnh đạt quá. Anh nghĩ phong cách của em nó sẽ hơi sang trọng theo kiểu quý ông á. Còn hai bạn bên này thì anh ấn tượng với bạn số 4 hơn. Cái phong cách của em có tình cảm trong cái độ biểu diễn, mặc dù là chỉ đứng một chỗ thôi. Và theo như bạn số 3 đang nói đó, tức là em đang hát theo cái cảm thụ của em. Nhưng mà cái đề bài của chúng ta trong cái những vòng đầu này, chúng ta phải hát giống thần tượng trước đã. Thì anh rất mong muốn là những tiết mục sau mình sẽ giống hơn nữa. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Mặc dù ba vị giám khảo vừa rồi đã nói rất nhiều, nhưng tôi tin chắc rằng Trấn Thành vẫn còn rất nhiều điều để nói. Em nghĩ rằng anh Trấn Thành đó, khi mà đến với anh Trấn Thành thì thí sinh sẽ được nhiều chiêu. Em tự phong cho anh là Thánh Chiêu. Và ngay bây giờ mời anh chia sẻ. Mời Thánh Chiêu chiếu các em đó đi. Và đây, hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Các bạn thân mến, đến với một cuộc thi như thế này, chúng ta một là phải phô diễn giọng hát hay giống với thần tượng của mình. Hai là nếu như trời sinh ra cái giọng mình không giống với thần tượng thì ít ra như chị Ly nói là các bạn phải tìm được cái đặc điểm thú vị, đặc trưng của giọng hát đó để gây cười. Cái đó tôi nói nghiêm túc. Đến với một cuộc thi như thế này, các bạn phải làm sao cho người ta bật cười vì trời ơi giống quá, thể hiện cái điều này thú vị quá. Thì anh Ngọc Sơn với lại anh Trường Vũ có những đặc điểm gì? Tôi nói ví dụ, đầu tiên nói về anh Ngọc Sơn. Anh ba Ngọc Sơn thì bạn làm hầu như là hoàn hảo từ động tác tới những cái ngân. Đặc điểm của giọng hát Ngọc Sơn là vang. Nếu các bạn hát không có khoảng vang thì không phải là Ngọc Sơn. Và hát phải ngắt chữ ra. Này con yêu ơi, con hay nhớ. Rung 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 nhiều lên, vang nhiều lên và ngắt chữ nhiều ra thì đó mới là Ngọc Sơn. Và tay chân đúng như năm nó luôn rất hồn nhiên, đưa ra chúm lại thục thò. Thí dụ em đang hát xuống hít đất càng tốt. Đó là Ngọc Sơn, ok? Lâu lâu hát xong gồng khoe chuột nữa. Đố em câu cửa miệng của anh ba là câu gì? Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Đó, ok. Nói cái chữ bé. Nói y chang vọng luôn. Giọng rất giống bé. Nói đó. Y chang cái xương luôn. Đó các bạn thấy không? Để ý thần tượng là phải như vậy, làm khán giả phân vân. Thì dĩ nhiên hai anh số 3, số 4 thấy là mình đã hơi có vấn đề. Thật ra chú Chí Linh với anh Trường Vũ mặc dù cùng một phong cách, nhưng hai trường phái đã khác nhau. Ví dụ chú Chí Linh là giọng nhựa đại chữ mà hát. Ví dụ như là này là áo len, bao nhiêu đêm qua anh ngồi anh đen. Cái giọng hát của chú giống như là caramel mà mình đốt nóng chảy ra vậy đó. Nhưng anh Trường Vũ, thí dụ như ăn caramel xong anh Trường Vũ lại là cái đời sau thì anh hay ở. Cái gì anh? Ở em, đặc điểm của Trường Vũ là ở. Mà ra là Trường Vũ nè, đầu tiên nè, mặt nè, phải vậy nè. Không dám như buồn ngủ à. Ngơ ngác giữa trời mặt đời. Mặt như mới bị ai bỏ vậy đó. Đúng, Trường Vũ là cúi xuống, ngước lên, mặt như mất số gạo. Kiếp nghèo mà. Đó, Trường Vũ là con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn sừng tai. Nó phải có cái ở đâu đó, dứt khoát phải ngắt chữ ra thì mới là Trường Vũ. Những cái đặc điểm đó là chiêu, các bạn phải để ý. Cảm ơn tất cả ý kiến từ các vị giám khảo và mong rằng các bạn thí sinh sẽ ghi nhớ những điều mà giám khảo vừa mới chia sẻ cho chúng ta. Riêng bạn số 3 là có ghi nhớ lời giám khảo Trấn Thành, nhưng mà giảm bớt khoảng 50% cái đoạn ở nha. Đúng rồi, anh Trấn Thành anh giới thiệu nha. Anh ví dụ như vậy, nhưng mà qua cái sự mà nó hơi ấn tượng hơn tí xíu để mà có thể là các bạn có thể nhớ được và ghi nhận nó rõ hơn thôi. Nhưng mà thật sự thì khi anh Trấn Thành chia sẻ thì bớt lại 50%, đó là ý kiến của anh Hoàng Nhật Nam chính xác ạ. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn các vị giám khảo một lần nữa. Đó đã đưa ngang
thôi. Người cứ yên tâm nhé, tôi chẳng bao giờ dám nói cách biệt mình gặp lại nhau, cúi mặt ngỡ ngàng đường ai nấy đi. Giờ em vẫn đã đóng thuyền, cuộc đời con gái qua rồi, từ ngày bước sang thuyền hoa. Trời đã ngăn cách, thôi đành ngoảnh mặt từ đây hỡi em. Đừng gieo thêm nỗi than sầu, trời cao sao quá cơ cầu, tình đầu đó xin chôn vùi. Bằng như nước cuốn dưới chân cầu, xin em hiểu cho đời anh, đời trai sương gió dập vùi than nằm. Duyên tình chúng mình trời đã ngăn cách, từ đây hỡi em. Đừng gieo thêm nỗi than sầu, trời cao sao quá cơ cầu, tình đầu đó xin chôn vùi. Cảm ơn nghệ sĩ đàn tranh Thương Huyền và nghệ sĩ đàn bầu Như Ngọc. Hồi nãy lúc mà Hoài Lê biểu diễn, em nhìn dưới em thấy chị Minh Tuyết á, chị cười ha ha ha. Ủa sao vậy chị? Tại chị đã quá đó mà. Thật sự đối với chị á, khi mà Hoài Lê hát á, rõ ràng là chị thấy em trai của chị Quang Lê đứng trên sân khấu giống dễ sợ đối với chị nha. Cách đứng, cái bước đi luôn, cái động tác đưa tay lên hay là
ngoảnh cái đầu, ngoắt cái tay như vậy. Rất là giống cái hồn ở trong từng cái câu chữ. Giống Quang Lê gần như là 100%. Chỉ tội một cái điều á, là cái chất giọng của em á, nó không có âm sắc bén như là cái chất giọng của Quang Lê. Nhưng không có nghĩa là nó không hay. Nhưng mà đối với chị thì đã nói là bắt chước thần tượng, thì em đã bắt chước được tất cả những gì mà anh Quang Lê đã có. Dạ, cảm ơn chị Minh Tuyết. Nghe lời nhận xét là xong cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều phải không em? Dạ, em thấy em ốm lại một chút. Sao mà để cho súc mỡ đi uổng vậy? Đúng rồi, nó hốc hác quá rồi nè. Mặt bé nó ốm nhôm, ốm nhách luôn vậy đó. Ôm lo quá hay dạ. Sao? Ôm lên. Nói về cái sự hốc hác mà góc cạnh chắc chắn phải hỏi giám khảo Trấn Thành. Anh cũng hốc hác đi đúng không ạ? Lo, tại anh lo cho thí sinh. Hoài Lê bước ra cũng lo luôn đúng không Lê? Áp lực luôn đúng không? Tâm lý dạ, chứ. Chút xíu thôi. Đó chút xíu chứ không phải không. Nhưng riêng trường hợp của bạn khen tí, giọng hát rất tốt. Tôi chỉ hơi tiếc chút xíu một xíu thôi. Là phải chi á, hôm bữa giám khảo Minh Tuyết nói là mấy bạn đừng có lạm dụng những cái tật của những người ca sĩ ta hát. Nói là không lạm dụng chứ cũng đừng có làm ít quá. Thấy cái bài đó nó bình thường đi. Thi mà, đôi khi tôi thà bạn làm quá một chút còn hơn là không làm gì hết. Tôi cưng bạn là cưng những cái mà bạn nhăn mặt, bạn đẩy tay, đẩy chân ra. Thật ra tôi mê mấy cái đó lắm. Để thấy được, à người ta biết cái chiêu này là của cái ca sĩ đó nè. Hãy thoải mái làm những cái gì mà mình cảm thấy thú vị nhất. Nhưng đúng là ông trời sinh, cái giọng của bạn là giọng thổ hơn của anh Lê nhiều. Nó không có cái độ bay như anh Lê. Tôi không yêu cầu cái đó. Tôi chỉ yêu cầu là bạn nắm được cách xử lý thái độ, thần thái thì đúng là mọi thứ là của Quang Lê thiệt. Nếu bạn vào vòng trong làm ơn hát cái bài nào á, tiết tấu hơn một tí và thể hiện được nhiều cái thái độ Quang Lê hơn, tôi cưng bạn lắm. Ra bận bộ đồ đen tím là vô hệ tôi rồi. Có cái cây tím sau lưng nữa. Rồi có giống gì nữa không mà cưng dữ vậy? Tự nhiên thấy có dính mỡ rồi hay vui. Cảm ơn Trấn Thành. Xin mời tiếp theo giám khảo Cam Ly. Chị vẫn giữ cái câu nhận xét từ đầu chương trình đến bây giờ là ở em á, cái tình và những cái từ mà em thả đặc trưng của Lê em đều có hết. Có hết. Chị không để ý giọng hát em luôn mà chị cứ nhìn cái đó hoài mà chị thấy Lê đàng hoàng. Đó là khi em hát cái đầu em nè. Có, nãy Thành không biết đấy. Cái đó nó rất không là... Không phải là không thấy cơ. Có, anh muốn thêm nhưng nhiều mà bữa nữa. Nay anh làm nhẹ quá không. anh bị tiết chế lần có, trước làm quá nhiều lắm. Bị tiết chế tôi thấy nãy ông làm nhiều. Còn chị đang nói cái đặc trưng của Lê khi mà hát từng câu luôn là Lê cứ gì nè, cái nhẹ nhẹ là em làm, chị cứ nhìn cái đó hoài luôn á. Nhưng hồi nãy chị nín thở lúc câu cuối của em yeah. Em có cảm giác không? Chị nói bị chết rồi, nó gãy cái câu ao rồi, không lên tới. Mà không ngờ em vẫn kéo và em đầy hết cái câu sau. Tất cả chung quanh đều tốt hết. Mọi người phải công nhận một điều là phần lớn các bạn bắt chước chỉ bắt chước được hình thức, đúng, hình thể, nhưng không bắt chước được cái tâm, cái hồn trong câu hát. Em là em người làm có được cái điều yes. đó. Cho nên chị ghi là em là cách xử lý và cả cái tình. Hôm nay là nhận được rất là nhiều lời khen. Nhưng đừng chủ quan, nếu đi vào trong nữa mình còn có nhiều cái giống như cái yêu cầu của anh Thành là muốn. Bây giờ tôi yêu cầu thêm một điều nữa để dằn mặt hai vị giám khảo còn lại. Lần sau bạn muốn vào trong bạn phải mập hơn nữa. Chị đề nghị em bây giờ anh Thành muốn em phải mập hơn nữa. Bây giờ cứ xin cái số điện thoại anh Thành đi đâu rủ em đi chung ăn chung là mập lên liền. Ok. Trời hợp lý. Tại sao nói về cái sự mập lại quy về cho giám khảo Trấn Thành? Không em kém. Không có nói là anh Thành mập, em chỉ nói là anh Thành sẽ dẫn em đi ăn không, chung để có vậy. Cái động lực Thành thôi. Không mập nhưng mà Thành luôn luôn tạo điều kiện và cơ hội cho người khác mập cùng. Được, chuyện nhỏ. Ok. Nhắc tới đồ ăn cái thấy nhớ quá. À mình bỏ qua chương trình ẩm thực được không? Mình đến với thí sinh Hoài Lê, anh Hoàng Nhật Nam, anh thấy như thế nào ạ? À? Tôi rất là bất bình khi mà giám khảo Trấn Thành vừa rồi yêu cầu Hoài Lê là phải mập hơn. Bởi vì như này là vừa làm cho thí sinh của chúng ta áp lực. Nhưng mà thêm một vấn đề đó nữa là tôi đã được biết là giám khảo Quang Lê là có ngồi chung với giám khảo Minh Tuyết trong Tuyệt Đỉnh Song Ca. Đã bắt đầu là đi tập gym rồi. Và mặt có dấu hiệu và hiện tượng V-Line luôn. Vô là anh Lê đi tập gym rồi. Thì bây giờ em mà không có thành công chút, em ơi. Chút nữa thời gian nữa là em mập lên, anh Lê ốm xuống là em lại đuổi. Không em ơi, cái chuyện mà Quang Lê ốm xuống là viễn vông nha. Ồ, viễn vông nha em, đúng rồi đó thiệt. Trời ơi, thiệt quá. Tại sao mọi người lại nói xấu em trai của tôi? Tôi nói giỡn, tôi đừng có lén lén, tuần sau mập thiệt tội nghiệp nha, tôi không chịu trách nhiệm. Em mà vô chung kết chị mượn nguyên bộ đồ Quang Lê cho em bận luôn. Mình tiếc quyền lực lắm. Không biết giờ này ở một phương trời xa lạ, anh có còn nhớ đến em không? Anh
anh có còn nhớ đến người con gái đã từng yêu anh một thời, yêu anh say đắm. Nhưng có lẽ số phận đã không cho phép chúng mình được ở bên cạnh nhau. Nhưng lúc nào em cũng mong anh và người anh yêu sẽ hạnh phúc trọn đời và vĩnh viễn. Duyên dáng. Những đêm buồn nghe mưa ngoài hiên, mưa trên mến trên tình duyên, lòng dâng bao nỗi niềm. Nhớ anh tình ấy xa mù khơi, nhưng chiều xưa em nghẹn lời, tình sâu chơi vơi. Người biết không người ơi, nhưng lệ rơi tuôn nhạt nhòa muôn khắp lối. Yêu thương bên anh khung trời nào, bao trong xanh em tìm đâu ngày xưa úa màu. Hát lên lời ca trong màn đêm, hay tình xưa bao dịu êm, bờ môi nào rất mềm. Nhớ anh nhiều hơn bao ngày qua, khi tình ta muôn trùng xa, mịt mùng phong ba. Người biết không người ơi, nhưng lệ rơi con tim nghẹn ngào. Anh có biết xa nhau bao lâu, mà biết trong ngày sâu tình đậm sâu. Mà sống bên một người, em khóc cho em cuộc đời ơi. Yêu mặn nồng dù đã có lạnh lùng, dù em đã ngàn lần cố quên. Yêu một người mà phải bên một người, đau lắm cho em anh nào biết. Phương xa mịt mờ, người biết không bây giờ em sống cho qua những ngày vắng anh. Quá Mộng ơi Mộng, trời bữa nay giờ mới biết là chị Minh Tuyết chứ có một cái chiêu mà chị hát mà chứ cái chồng hở mới về qua mà chị không hát được. Tức là bình thường vẫn biết chị có cái động tác đó, nhưng mà bữa nay qua cái sự tô đậm của em đó, đúng, thì em mới hiểu rõ cái động tác đó nó như thế nào. Chị bộ ngồi vậy hát là hát cao hơn hả chị? Dù không, bình thường thà đứng hát hoặc là ngồi lên một cái ghế nào đó hát, còn chị cứ vậy. Bữa đó bị đau bụng, trời ơi. Thành ơi Thành đó, thì bây giờ người ta tô hơi lố hơn chút, Thành vừa lòng không? Thí sinh nè, làm hài lòng Thành cái nào cũng tô đậm. Tôi không biết nha, tôi bình bất chấp à. Có duyên, có quyền. Với anh hồi nãy nó vẫn là trong chừng mực, nhưng mà nãy anh giá như em chỉ làm hai lần thì nó hay.
Thì bởi vì người ta muốn làm đậm hơn mà. Bà sao mà sống rồi. Sao cho vừa lòng anh Trấn Thành. Thì cái bây giờ đó mà. Đậm nhưng mà đừng có lặp lại. Đậm là khi mình làm cái gì đó nó phải rõ nét hơn cái bình thường một chút, để người ta nhận ra nó dễ dàng hơn. Ví dụ như nếu mà chị Minh Tuyết ở ngoài đời thì chị chỉ ngồi tới đây thôi. Em có thể ngồi sâu hơn tí, em có thể chồm hổm hơn tí được. Tại vì làm như vậy người ta sẽ cảm thấy nó thú vị hơn. Đó là cái tính giải trí. Nhưng hãy để những cái chỗ nào mà cao nhất, nội tâm nhất, đậm nhất, em làm một hai cái ra người ta sẽ nhưng cười. Mà nhiều khi chị Tuyết chỗ nào chị cũng gằn ở trơn á Thành ơi. Em thi vô đâu ngang ngược à? Bình dịch thí sinh của ta. Bây giờ cái việc khó quá làm sao thí sinh ta thi. Đó là cái mà em phải chọn lọc. Mình tôi đề nghị chương trình 21 không được quyền lấy ban giám khảo ra làm được thí sinh bắt chước. Mà tôi nói thiệt nghe, tôi là thương nhất em là cái đoạn độc thoại lúc đầu bước ra độc thoại là tôi biết Minh Tuyết liền. Trong trái tim này tất cả trời mưa trời ơi tôi thích dễ sợ thích em rất giải trí. Thành mà bên này không đồng ý không giống Tuyết. Tôi thấy không. Nhưng mà bây giờ khen nhiều phải nói góp ý, giọng bữa nay bị đục có bị bệnh gì không? Dạ cũng đang có bệnh. Anh nghe hôm nay thấy giọng em có vấn đề. Những ngày trước em hát trong hơn, nhưng mà phong cách hôm nay là cưng lắm. Cảm ơn Trấn Thành. Phần trình diễn này của Thanh Mộng là anh rất là tâm đắc. Anh mong chờ phần trình diễn này nhất. Trong đêm nay có rất là nhiều những cái đoạn diễn của em đưa mic lên cao, sau đó ngắt mic nữa. Những cái nhún cũng rất là mang màu sắc giải trí. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Xin mời giám khảo Cẩm Ly. Thiệt hoang mang. Tiếc diễn bài này có khụy quá lố vậy không? Trả lời có xe qua có hỏi chứ. Ủa bộ mày nhúng nhiều vậy hả? Bà tôi nói thiệt nha, chị chắc là Minh Tuyết mang guốc tốt lắm á. Bà mang mấy guốc giỡn đâu chịu lời bà. Bà khụy cỡ này mà nó gãy cái là nó té cỡ này rồi. Đúng không? Hồi nãy có quay qua hỏi. Cái đó là có nhưng mà nhiều quá với lại khụy quá sâu. Nhưng mà người ta vẫn không té mới hay. Thì biết nhưng dạ. Mà về phong cách á thì em có giống chị Tuyết nhiều hơn mọi lần. Hát cái bài này có ngâm cứu gì đó chị không biết, nhưng chị đang nhắc em một cái cẩn trọng nè. Khi em diễn em hát, nhiều khi em kéo cái mặt ở đây rồi cái micro nó nằm ở đây nè, thì em bị cái vấn đề đó rất là nhiều lần luôn. Nhưng mà hôm nay về hình thức bên ngoài, những cái diễn của em tương đối có chị Tuyết nhiều hơn những lần trước. Chúc mừng tiết mục của Mộng. Dạ, cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Rồi bây giờ trả lời giùm em đi chị Tuyết. Xin mời chính chủ. Em mời chị lên đây. Bữa nay người ta bận cái đầm dài, có nhúng có không nhúng được như cái đầm nếu vậy giờ này anh nhờ Khả thôi Như thôi đừng có khích tôi dạ. Khả Như sẽ tái hiện lại hình ảnh của chị thợ người thôi. Anh tin tưởng vào kỹ năng diễn xuất của em Như đừng nha. Đừng có hại em được. Dạ cho em xin phần điệp khúc thôi ạ. Yêu một người mà sống bên một người, em khóc cho em cuộc đời ơi. Yêu mặn nồng dù đã có anh ngừng, dù em đang em có quên. Đau lắm cho em anh nào biết. Cảm ơn Mộng, cảm ơn em, cảm ơn. Cảm ơn Mộng. Dạ, sao anh Thành? Minh Tuyết có làm gì đi chăng nữa cũng không lau nhà như tôi chưa từng thấy một MC nữ nào mà chà lết như vậy. Đó là hình ảnh của chị Minh Tuyết qua phần thể hiện của Khả Như. Chị Minh Tuyết, chị đợi đi, em mà thuộc bài của chị là chị chết với em. Như tuần sau. Tuần sau anh giao bài tập cho em luôn, tuần sau em là Tuyết. Tuần sau em sẽ là Minh Tuyết. Yes. Anh Nghĩa không cứu em gì hết. Bây giờ vậy? Bạn Chánh. Giờ nghe bạn Chánh nói nè. Mời bạn Chánh. Đầu tiên là chị phải nói rằng là khi em bước ra em bận cái đầm chị hết hồn. Rất là khen cho bên chương trình cũng như là những stylist. Dạ thật ra chị ơi, trợ lý của chị đã lén lấy cái đầm của chị đưa cho Mộng mặt đó. Chị còn tưởng ủa chết cha sao cái đầm mình nằm lọt về đây vậy trời. Không chừng mà trợ lý bà bán rồi đó. Đó bởi vậy nghi ngờ quá lát về lục lại cái tủ nhà mới được. Thiệt luôn á, giống thiệt. Cái hình tượng của em ngày hôm nay phải nói là giống nhất từ hồi đầu chương trình tới bây giờ. Điều thứ hai chị khen ở em là chị có nói với em là bớt ủy mị đi, thì hôm nay em có làm được điều đó. Nhưng còn cái phần hồn á và cái cách ngắt câu ngắt chữ thì em chưa có được hoàn hảo lắm. Còn về nói phần biểu diễn thì thật sự đối với chị là em có những cái động tác của chị và có sự nghiên cứu trong đó. Nhưng cái điều là em làm lố với anh Trấn Thành thì chị nghĩ là nếu một bài mà chị nhúng nhiều như em như vậy chắc chị không có hơi chị ạ. Như nghĩ là nếu như mà nhúng mà không sâu được như chị Tuyết thì hãy nằm như Như sẽ được cái sự yêu thương. Đó là cái giải hy sinh đúng không ạ chị? Không, nhưng mà nói này nghe, quyền lựa chọn là của em thôi. Anh vẫn không có muốn là thí sinh làm quá. Cái đó anh nói thiệt, anh cũng rất là dị ứng là thí sinh nào chị lấy một cái động tác. Chị Ly chị trợn mắt lên kìa Thành. Nó bất nhất giữa cái câu trước và cái câu sau. Nghe cho kỹ, nghe cho kỹ. Làm quá là có nghĩa là làm cho nó không có còn ra cái đó nữa. Nhưng anh vẫn đồng ý là làm
Đậm. Đậm hơn tí. Dùng từ đậm thì chính xác. Ừ. Nhúng cho nó đã hơn tí. Khi ta nhìn thấy mình tiếc nè, coi nó đã mắt. Anh vẫn giữ quan điểm đó. Chốt lại, ngày hôm nay chị thấy em tiến bộ hơn rất là nhiều so với những vòng trước. Cảm ơn tất cả các vị trong ban giám khảo. Dân vật trong anh biết cô thật không. Trừng phạt chỉ cho quá khứ thêm đắng. Một mình thân em cố gắng ngược xuôi. Lọt cho đôi ta mãi không sớm tôi. Một trời tình yêu trong em cho anh đến thế.
xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Hà đúng thật là đã hiển linh. Chào chị Hà. Chào em. Trời ơi, Hà về quý vị ơi. Chỉ có điều là bữa nay Hà có đi tập tạ thôi. Hà đúng quá. Mọi người nhìn thấy Hà mình xinh không nào? Xinh lắm Hà. Hà có muốn chia sẻ với mọi người là khi mà Hà có bên Thái á, mọi người nhìn thấy Hà thì mọi người nói là beautiful, sweet ma, sweet ma kha. Thế nhưng mà chưa kịp vui bao lâu thì lại thêm một câu như thế này: boy or girl. Thế mà chết chứ. Trời ơi, tôi nổi da gà nè. Dạ, có lẽ chúng ta phải dành một lời cảm ơn, một tràng vỗ tay dành cho ekip hóa trang của chương trình đã biến từ một basker Ngọc Tân, nước da bánh mật, rồi cái hàm râu mép nữa mà bây giờ mượt như thế này, quý vị ơi. Hà ơi Hà. Anh Thành nói gì ạ? À? Là Hà cạo râu rồi luôn hả? Hà mà cạo râu hi gì? Hy sinh cho love song hôm nay. Ở vòng trước, anh Nhật Nam có nói là nếu em được vào vòng trong thì anh muốn em hóa thân 100% thành thần tượng của mình. Và ngày hôm nay em muốn làm điều đó để chứng minh cho anh Nhật Nam thấy. Yeah. Em hoàn toàn thần tượng cho anh. Ngọc Tân biết sao không? Đúng là những vòng trước á, bởi vì em là nam mà em hóa thân Hồ Ngọc Hà, cho nên em phải dùng cái bên trong của mình á để mà diễn tả mình là Hồ Ngọc Hà. Nó rất là khó so với bạn Đan Trang những vòng trước. Tân có chia sẻ là Ngọc Tân cũng không thể nào giả gái được mà thật là đẹp, nếu mà không á thì lại phá đi cái hình tượng của thần tượng của mình. Với thêm nữa là Ngọc Tân có một cái hầm ri mép ở đây và bạn cũng rất muốn giữ cái hình ảnh của mình như vậy. Đến vòng này vì cái tình yêu với thần tượng cũng như là cống hiến hết mình cho nên là đã phá lệ. Cũng rất là cảm ơn Tân với cái sự hy sinh vì nghệ thuật và vì cái thần tượng của mình. Mà đúng là hôm nay em sắm cái bộ váy như thế này và cái mái tóc, thật sự là em đã lấy lòng được khán giả cũng như giám khảo từ những cái bước đi đầu tiên chiếm trọn tình cảm của tất cả mọi người rồi. Dạ, anh sao vậy? Anh Nam chúc ơi, mừng em. Hãy hãnh diện đi, hãy tự hào đi Nam ơi. Nam, bởi vì ơi, sao? Nam ơi, Nam soi giùm luôn cái này nè. Có một cái luôn. Có nút ruồi. Có nút ruồi. Bây giờ soi tới có nào nữa. Thành. Tới đó thôi, đừng có soi sâu lòi. Dạ. Quý vị giám khảo, giới thiệu cái tiết mục này xong rồi nè, hát xong rồi nè, bây giờ giám khảo nhận xét đi. Hôm nay là quá cưng rồi. Em một nhân tố đặc biệt của chương trình. Những điều em làm thật sự là rất là giống Hà, nên muốn em phải perfect một tí. Nếu lần sau em có trở lại sân khấu, em chịu khó em tập đi một đôi guốc cao thiệt cao cho anh. Hiện nay đôi guốc em đang đi là bao nhiêu? Trời ơi! Thấy không? Tôi chưa từng thấy một cái con nhỏ nào ăn bẩn cái đầm như vậy mà mang đôi guốc cho được à. Bởi cái đó là đôi dài đi bán đá không ơi. Nghệ thuật chỉ là cái gì đó mờ ảo từ anh xa thôi. Anh lừa dối. Em, anh nói nghiêm túc, tại vì vậy nè, nếu em mang đôi guốc tư thế em đi sẽ khác, chắc chắn luôn. Em cứ mang cái loại guốc mà để bằng á, em đi cho thật là cao vô. Tại vì khi em đi cao tự nhiên là cái cách em đi, cái cách em feel nó khác hoàn toàn với cái đầu dài, để cho người ta cảm giác em cao hơn và thấy em gầy hơn. Cái thứ hai là anh cần em phủ cho bớt cái tay lại, đánh khối đẹp, khối gương mặt dạy sâu hơn tí để cho cảm giác cái gương mặt mình nó thon hơn tí. Chặt quá thành bộ xương đó. Những gì nói đang là để cho lần sau mà có trở lại thì nó phải huy hoàng hơn. Bữa nay cái quãng bài này nằm ở cái quãng trung, thì em phải loay hoay giữa giọng thật và giả thanh, nên cái độ mà mướt á, nó không có mướt được như những lần em đã hát. Anh chị góp ý vậy thôi, chứ còn ngoài ra đối với hôm nay là em rất là cưng. Ngay trong giây phút này thì em rất là đẹp. Và cái điều mà chị phải nói là xin khán giả cho em một tràng vỗ tay thật lớn, đó là sự hy sinh vì nghệ thuật của em. Mình không chơi thì thôi, chơi thì phải tới, làm là phải đụng nóc. Thì cái điều đó sẽ đưa cho em đến đỉnh vinh quang. Và còn nói về cái tiết mục ngày hôm nay, tiết mục điều chị có viết ở đây là cái cao độ và cái độ căng của cái giọng hát em cho hai bài hát vừa rồi, nó không có được như mọi khi. Còn tất cả mọi thứ là tuyệt vời. Cảm ơn em rất nhiều. Hôm nay em có một cái phần hút hồn tất cả giám khảo cũng như là các khán giả ngồi đây, là lúc mà em đứng đó và cái ánh sáng mờ nó chiếu vào em, cái vóc dáng, cái hình thể em nó giống. Lúc đó em chưa có làm gì hết mà đã nhận được tràng pháo tay rồi, đó là cái phần ngoại hình của mình. Nhưng mà hôm nay chị tiếc, thật sự là chị tiếc, tại vì hôm nay bề ngoài em rất, tất cả mọi thứ nó đều đẹp, nó đều giống lắm. Nhưng mà chị nghĩ tại sao em mang đôi giày đó, nó cũng có cái lý do. Em sẽ dễ dàng và đi hơn. Chắc có lẽ nó không an toàn, em không thoải mái, cho nên em mới mang cái đôi giày đi săn. Chứ chị hiểu cái điều đó. Nhưng mà
chính vì không biết những cái bề ngoài đó nó làm cho em không được thoải mái hay sao, mà trong bài hát này độ sâu cái nội tâm trong cái giọng hát mà em vốn dĩ có được rất nhiều của Hà thì nó không đủ đã, rất là tiếc luôn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, bài Tội Lỗi á, có cái đoạn em hát xong bắt đầu em giao lưu với khán giả em hơi cười đó. Chị nghĩ là Hà có cười, nhưng giá như em chỉ cười nhẹ tí xíu rồi em trở lại cái trạng thái của cái bài hát, nó bị cười tươi quá mà quá lâu làm cho nó làm cho cái cảm xúc trong cái bài hát đó của chị nó hơi bị chợt ra một tí xíu, nó hơi tiếc. Còn nói về em á thì đặc biệt cái hồn, cái gì của Hà em đều có, và chị để ý rất là kỹ nhiều lần cái cơ mặt của em, từng cái mắt nè, cái mũi nè, và cả cái khóe miệng của em luôn, em rất 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 là giống Hà. Em có nhiều điều của Hà lắm. Khi mà em bốc lên những cái đoạn cao á, cái lửa của Hà, em chỉ thiếu cái đó trong em thôi. Em cố gắng khắc phục cái điều đó là em sẽ trọn vẹn đối với Hà. Chúc mừng tiết mục của Ngọc Tâm. Dạ, cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Em đã bước được tới đây rồi, phải hơn nữa chứ đừng có chỉ tới đây và dừng lại. Mục tiêu của em cho tuần sau, nếu em có vào vòng trong, là phải gầy hơn, giảm cân, đúng không? Cái đó là bắt buộc. Trời ơi, bữa nay Trấn Thành quan tâm đến trọng lượng của thí sinh nhiều nghe quá. Nghe lời tôi đi, nghe lời tôi đi không. Và em sẽ được yêu mến nhiều hơn. Thôi, cái đi. Đó khó lắm. Xuống tí đi, đường nét căng hơn, sẽ đẹp hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chịu khó tập đi cái đôi guốc, vừa đi ở nhà vừa hát. Cho nó thành một thói quen của mình, làm thì làm cho tới. Đôi khi có những thí sinh họ có rất là nhiều cái rất là hay, rất là tốt rồi, tiềm năng, nhưng mà chỉ thiếu chút vậy thì mình cố gắng để mình trọn vẹn hơn, để mà tiết mục mình gửi đến tất cả mọi người đây là cảm thấy là hú hồn ha. Dạ, em nha. Nghĩ rằng các thí sinh cũng sẽ hiểu. Tân ơi, nhưng mà anh dặn em là dù MC Khả Như có muốn mượn cái đầm này để dẫn trong tập tới, em cũng không cho mượn nha. Cắn răng chết cũng không nha em. Anh vẫn như vậy, chỉ là cần một khoảng trống. Yêu chậm lại một chút để biết ta cần nhau hơn. Anh cũng rất sợ ta phải xa nhau, nhưng tình yêu không như lúc trước. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu giờ đã nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy, dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn là giấc mơ. Từng là thế giới, là cả khoảng trời trong em. Nhưng đến bây giờ, lúc em cần, anh như không quan tâm. Chỉ cần dành một phút để hỏi em về ngày hôm nay. Sao đến bây giờ em phải mong chờ một điều gian đơn đến thế. Đừng để thời gian bên nhau đã thói quen, là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ đã nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy, dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn là giấc mơ. Nếu như
biết nỗi nhớ chẳng thể kéo ký ức quay về, nên tập quên dù biết sẽ đau. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là thành bên những giá xa xôi. Đừng ngày càng giá trong tim cứ thế phải đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đâu đâu ta hay. Đừng để yêu thương kia xa nơi đâu. Cô đơn về nơi căn phòng ấy, dành tất cả thanh xuân để thương một người. Rồi chỉ còn là giấc mơ. Giờ chỉ còn là giấc mơ. Còn là giấc mơ. Bây giờ hai MC có thể giúp là giới thiệu lại tên hai bạn này không? Bởi vì từ đầu cũng thiên giờ không có nhận ra hai giọng này. Hai cái giọng này nó quá quen thuộc với mọi người khi hóa thân thành Hà Anh Tuấn cùng với Hồ Ngọc Hà. Nhưng hôm nay khi các bạn được là chính mình, các bạn mang một cái diện mạo hoàn toàn khác, một cái giọng ca nó mang những cái nét đặc trưng riêng của các bạn ấy, không thể nào mà nhầm lẫn vào đâu được cả. Xin được giới thiệu Trần Thuận và Đan Trang. Mệt tim quá không chị? Chị Tuyết. Thực sự cặp này đó là cặp hát giọng khác với giọng thần tượng mình nhiều nhất trong ba cặp mà mới vừa hát xong. Hà Anh Tuấn bên đây bây giờ không còn là Hà Anh Tuấn nữa, mà là Trần Thuận. Em hát là không còn có những cái âm sắc của Hà Anh Tuấn trong chất giọng của em. Nhất là Trang, chị không nghe chất giọng của Hồ Ngọc Hà trong đó. Thì trong cái cách hát lần này của em là hoàn toàn không giống. Điều đó là chị rất là khen ngợi hai em. Bởi vì khi mà mình trở thành một cái ca sĩ chuyên nghiệp rồi đó, thì mình nên có một cái gì đó riêng cho bản thân mình, thì người ta sẽ nhận dạng mình dễ dàng hơn và người ta sẽ ghi nhớ cái giọng hát của mình nhiều hơn. Còn nói về bài hát, khi mà Thuận lên cao cái đoạn cuối có phải là hơi quá với cái quãng giọng của Thuận không? Tại vì thấy là Thuận lên rất là chao đảo, lên không tới nốt. Có thể là những khán giả người ta yêu thích bài này quá, người ta chỉ nghe cái tổng thể. Còn có thể chị cũng như là những huấn luyện viên khác sẽ soi nhiều hơn về cái kỹ thuật cũng như cái cách hát của các em. Thì cái chỗ của Thuận như vậy làm cho chị cảm thấy hơi tiếc nuối một tí xíu. Còn về Trang, em hát trong em có sự cuồn cuộn, nhưng chị chỉ góp ý chút xíu cho Trang sau này. Khi mà Trang hát cao á, cái khẩu hình của Trang nó mở nhiều quá, nó sẽ thoát hơi ra quá nhiều. Khi mình thoát hơi ra quá nhiều, mình không đủ cái hơi để mà mình hát tiếp tục những cái câu cao trào sau đó, thì mình sẽ đuối, không đủ hơi để giữ và để tiếp tục những câu. Nếu như những cái bài đó có những cái cao trào liên tục, thì cái đó là cái kỹ thuật chị nhắc khéo với Trang để sau này mình rút kinh nghiệm, mình sẽ làm tốt hơn. Trang chỉ thiếu chút xíu cái đó thôi, nhưng trong Trang có cái sự cuồn cuộn, có cái sự dây dứt bỏ cái tâm, cái hồn của mình vào. Đó, điều đó chị rất là khen ở Trang. Bản thân anh Thành rất là thích cái giọng của em và thích cả con người của em. Thích cái cách em lên sân khấu, thích cái cách em truyền tải nội dung của bài hát, thích cái cách em đẩy cảm xúc em ra. Mỗi lần em hát, em là nghệ sĩ, em quên hết mọi chuyện xung quanh. Người ta nghe cái bài em, người ta feel được cái cô này cô có nội tâm và người ta muốn được nghe nữa. Anh hy vọng rằng là em sẽ tạo cho mình mọi điều kiện tốt nhất để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, bởi vì cái điều quan trọng nhất em đã có rồi, đó là cảm xúc và giọng hát. Những cái còn lại mình có thể làm được. Cái thứ hai là bạn Thuận, bạn là một giọng nam rất đẹp, bạn hát tinh tế lắm. Từ cái cách bạn giả Hà Anh Tuấn, bạn để ý từng cái phát âm, từng cái thở, từng cái nhịp. Chúng tôi góp ý bạn, mỗi một tuần bạn để ý bạn làm hay hơn. Rồi bây giờ bạn trở thành bạn, bạn cũng hát rất là tinh tế, giọng nam cao mà lại dày chuẩn, bay tình cảm nữa. Cũng là một cái người mà hoàn toàn sở hữu mọi điều kiện để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Và anh chúc cho khán giả sẽ ngày càng yêu thương tụi em sẽ nổi tiếng và thành danh trong nay mai. Cảm ơn các vị giám khảo. Chúc mừng hai em với phần trình diễn vừa rồi.
ông là ông Phong đúng không? Bà có phải là bà Mộng không? Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói đã trót yêu em rồi, là hình như anh đang dối em. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói đã trót yêu em rồi, là hình như anh đang dối em. Rồi từng ngày vắng xa nhau. Nếu anh nói anh muốn xa em, là thật ra anh mong rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh luôn nhớ em. Thật ra anh mong rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh luôn. Bà ơi, tôi mua được bún bò rồi nè. Mau mau đi về ăn đi, để nó nguội hết ngon. Ông ơi, ông ơi, tập thể dục xong rồi, về đi ông. Chào bà khỏe hả? Chào ông. Chào ông Phong. Nhớ đã hết xúc động. Giám khảo Trấn Thành, anh nói gì ạ? Tại vì thế này là tôi thích những cái điều nhỏ nhỏ mà nó đáng yêu.
và nó đẹp đẽ, nó xảy ra trên sân khấu á. Thật ra chương trình này một trong những cái khâu mà tạo nên một cái chương trình hay cho ca sĩ Thần Tượng, đó là những cái ý tưởng âm nhạc rất là sáng tạo của giám đốc âm nhạc Minh Vi. Giám đốc âm nhạc Minh Vi đã cho mọi người không những chỉ thưởng thức một bài nhạc mà đó là một tác phẩm. Ngay cả cách mà họ sắp xếp những bài mashup với nhau, nó đều có ý nghĩa, có nội dung và nó có giá trị trong âm nhạc rất là cao. Nó tôn vinh được giọng hát, nó khoe giọng, nó có cái khoảng đất để cho mọi người vẫy vùng. Và quan trọng như cái bài vừa rồi, nó chỉ là một bài Trái Tim Không Ngủ Yên chúng ta đã từng nghe quen thuộc, nhưng mà với cách trình bày này người ta cảm, nó dễ sợ cảm. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi, tại sao tôi rơi nước mắt? Bởi vì các bạn diễn thật, các bạn không cố gắng làm cho ra ông già bà già, các bạn diễn thật. Và cũng cảm ơn hai bạn, tại vì hai bạn hát nó rất là thả hồn và trong đó rất là cảm cái nhân vật, cảm cái bài hát. Những cái dàn dựng rất là đơn giản nhưng mà nó len lỏi trong cái trái tim và tình cảm của mỗi chúng ta. Đừng có trách chi những phút sao lòng, ai cũng có một thời để yêu và để nhớ, ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ. Đừng trách chi những phút sao lòng. Cái bài đó là cái bài của nhà sơ Thuận Hữu. Thì tôi nghĩ là trong cái bối cảnh này cũng rất là dễ thương. Có thể là cái tứ của cái câu chuyện tình này, có thể trước đây họ đã từng yêu nhau, hoặc có thể là bây giờ họ gặp gỡ, họ yêu nhau nữa chăng, mình không hiểu được. Mình không hiểu được chính xác. Nhưng mà mình biết rằng là họ sau những cái mộng mơ, rồi họ phải trở lại với thực tại, với những người vợ và người chồng của mình. Đó thì nó có một chút gì đó buồn, nhưng mà đôi khi chúng ta phải trở lại với những cái trách nhiệm trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà cách diễn của hai bạn á, người ta tin thật sự hai bạn là một cặp đôi tình già, thật sự Thanh Mộng cũng như Văn Phong hôm nay lột xác mà dễ thương lắm luôn. Lúc Thanh Mộng bị rớt cái cuộn len á, cô Minh Tuyết nói trời đất ơi, bà này bà già bà ra bà dụ trai này mà làm dễ thương. Cảm ơn tất cả các vị giám khảo. Xin cảm ơn ạ. I don't need you, baby. I don't want you, baby.
Thank you. Và đây là Đan Trang với Em Không Cần Anh, một sáng tác của Châu Đăng Khoa. Cảm ơn Vũ Đoàn Ô và nhóm về Cadillac rất nhiều ạ. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam, anh máu lửa quá rồi đúng không ạ? Hình như cô này mới tham dự cuộc thi đúng không? Ủa lạ quá anh. Đúng rồi, lột xác sao mà người ta nhận không ra. Đan Trang, em giải phóng hoàn toàn hình thể của mình. Từ vòng đầu và đến những vòng gần đây, em vẫn trong những cái tà áo, những cái chiếc váy và rất là những cái bài ballad nhẹ nhàng thôi và rất là nội tâm giống anh. Nhưng mà tối ngày hôm nay em đã thực sự với những cái bước nhảy vô... Cứ làm giật mình hoài hả? Dạ nói tiếp đi anh ạ. Anh nội tâm anh nói tiếp ạ. Xin lỗi cô Tư. Nội tâm nhưng mà mình hơi mình phải dàn xuống rồi trầm xuống một chút xíu. Thực sự là với những cái bước nhảy của em hoàn toàn là thuyết phục được anh. Nó phá vỡ cái hình tượng nội tâm của anh và những đạt cần có. Trời ơi trời ơi. Anh không cần nhấn lại cái sự nội tâm của anh đâu. Khán giả cả nước ai cũng biết điều này ạ. Phá vỡ hình tượng nội tâm với trời ơi trời. Thì em tương tác với Vũ Đoàn, em di chuyển dường như là em phủ khắp trên sân khấu với những cái động tác hình thể của mình và vẫn giữ vững những cái phần hát. Nhưng mà anh thấy là cái tình cảm của anh đã đặt vào trong cái phần trình diễn vừa rồi rất là nhiều. Và nó rất xứng đáng là một tiết mục mở màn vô cùng hoành tráng và hấp dẫn. Xin mời nữ giám khảo Minh Tuyết ạ. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Việt Nam. Trước khi em bước lên em trình diễn bài hát này thì chị có đi ngang qua em khi mà lên cái ghế ngồi, chị thấy Đan Trang ngồi dưới, vừa ngồi mà vừa coi như là tập động tác rất là chăm chú, và đó là những cái công lao mà cái kết quả bây giờ em có được trên sân khấu. Đó là cái tâm lòng nghề của em và cái điều đó khiến em sẽ thành công trong tương lai nhá. Chị rất là phải nói rằng là khen ngợi cái tinh thần của em. Và với bài hát vừa rồi, cái điều mà chị khen nhất ở Đan Trang là như thế này. Em không nhảy thường xuyên, nhưng mà khi em nhảy cả một bài mà cái làn hơi của em nó không bị hụt hẫng, có nghĩa là em không bị hát chênh phô, em vẫn giữ vững cái cột hơi của em. Điều đó là một cái điều rất khó, vừa nhảy vừa hát live mà để giữ vững cái cột hơi, mà để cái giọng hát mình nó không bị chênh phô, nó rất là khó, kể cả so với những ca sĩ chuyên nghiệp. Mà em đã làm được điều đó thì phải nói là chị tặng em một tràng pháo tay thiệt lớn. Và có một vị giám khảo cũng nhảy nhót không kém, đó chính là giám khảo Trấn Thành. Em mời anh ạ. Tôi nhảy là tại vì nhìn kế bên cái người phụ nữ không bao giờ nhảy cũng nhảy theo, đó là bà Tư Cẩm Ly. Trời ơi, bà làm gì bà trời, quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ. Trời ơi, em biết không, em làm cho chị Ly mà phải feel theo em luôn thì cái điều đó khó. Tại vì chị Ly chỉ là bình thường, chị bình sinh chỉ là cái người rất là nghiêm túc hả, mà chị feel theo một cái bạn thí sinh nào đó, rõ ràng là em lôi chị vào cuộc, em không cho chị được phép làm giám khảo, em bắt chị là khán giả của em. Và chưa bao giờ em làm anh thất vọng cả, bởi vì bất cứ một lần nào em lên sân khấu lại là một cái mới để coi, lại là một sự nồng nhiệt mới, lại là một sự nghiêm túc mới, một sự hoàn chỉnh mới. Em cho mọi người thấy đúng như chị Minh Tuyết nói là cái tâm làm nghề, cái máu, cái sự nỗ lực, cái quyết tâm em dành cho cái cuộc thi này. Hát như một ngôi sao, mặc dù em có thể hơi tròn thật nhưng mà chưa bao giờ em có vấn đề về ngoại hình của mình cả, chưa bao giờ nó cản trở em một cái gì cả. Người ta vẫn tin em là Hồ Ngọc Hà trên sân khấu, bởi vì em với Hà giống như hòa lại là một. Rất cảm ơn em về tinh thần này. Và em cho đến thời điểm này là một trong những ứng cử viên sáng giá của anh cho ngôi vị vô địch. Vâng, xin cảm ơn tất cả những ý kiến của ban giám khảo. Con chim ở đầu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Cành tre ý a, dòng sông ý a. Tối nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời. Ý a, ý a, ý a. Sương kia ở đầu tường không, mưa nắng ở trò bên trong mắt người.
gần nhau, bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng. Ia ia ia. Mây kia ở đầu từng không, mưa nắng ở trò bên trong mắt người. Từng không ý à, người suy nghĩ à. Tim em người trò là tôi, mai kia dù có ra sao cũng gần. Ý à, ý à, ý à. Môi xinh ở đầu người xinh, đi đứng ở trò đôi chân thủy kiều. Người xinh ý à, kiều xinh ý à. Xin cho về trò gần nhau, mai kia dù có ra sao cũng đành. Ý à, ý à, ý à. Trăm năm ở đầu nghìn năm, đêm tối ở trò chung quanh nỗi buồn. Ngàn năm ý à, buồn nhưng ý à. Ô hay là một vòng sinh, tôi như người bóng lênh đênh giữa đời. Ý à, ý à, ý à, ý à. Chị cảm thấy như thế nào về tiết mục này ạ? À? Nói về cái bài hôm nay thì Nguyệt còn có một cái điểm nhỏ này là tại lần trước và lần này luôn thì Ly muốn góp ý cho Nguyệt. Cái này nó không có nằm trong trong cái phần hát. Nhưng lúc mình di chuyển ra, Nguyệt để ý tí xíu, mai mốt mình xem TV lại mình sẽ thấy là Nguyệt đi á, để ý cái dáng đi của mình nó khoan thai một tí xíu. Mình đi vội quá, gấp lắm. Bởi tuần trước cũng vậy, đi vội vã của ra để mà hát kịp cái câu của mình. Mình phải canh cái nhạc để mình ra sân khấu trước khi để mình hát. Và hôm nay cũng vậy, cái lúc mà để mà đi từ trên những cái bậc tam cấp đó xuống đó, mình sẽ canh như thế nào. Nó không có gì hết nhưng mà nó sẽ không được đẹp. Tự nhiên mình hát cái giọng hát rất là đẹp, rất là hay, tự nhiên lò dò xuống từng bậc thấy khổ ghê. Rồi cái ở ra tới đây chị Ly, tại vì là nó cao em, không phải anh Minh Vi nói là đứng ở trên đó hát hai phiên khúc rồi xuống, nhưng mà tại vì cái chân em đang bị thương nên em đứng không vững nên em phải bước tiếp. Thì bỏ. Cái chân bị đau á chị nên đi nó bị... Nhưng mà bước lò dò mới sợ. Dạ. Rồi khi Nguyệt xuống đây thì mình khi mà đứng xuống đó an toàn đứng đây thì từ từ mình khoan thai mình đi ra. Cái gì mà đi vội giống như ai rượt vậy đó.
cái đó nó là chỉ là giọng hát mình đẹp thì mình cũng phải làm cho nó chỉnh chu cái dáng đi của mình nó đẹp luôn, để người ta thấy nó vội vàng quá thôi ha. Chúc mừng tiết mục của Nguyệt. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Nói về đẹp, chị Minh Tuyết, nếu như các bạn, nhất là bạn nữ, mà bước từ trên cao bước xuống thì nên có một người dancer, bởi vì các bạn đều mang giày và Tuyết nhìn cái bậc đó rất là cao. Và còn tất cả những cái khuyết điểm vẫn thấy ở Nguyệt, cái giọng của Nguyệt nó vẫn sáng, nó quá sáng. Mặc dù không biết làm sao cho nó đục lại một chút xíu để giống cô Khánh Ly. Thì cái con đường mà đi đến chung kết nó cũng không phải là khó khăn. Cho nên mà rất là mong muốn là Nguyệt phải thực sự là ý như cô Khánh Ly. Thì cái điều đó mà sẽ khiến cho mọi người phải vỡ òa nha. Chúc mừng Nguyệt. Xin cảm ơn phần nhận xét của các vị giám khảo.